Trời ơi, hay quá là hay luôn. Ủa? Chị Tư ơi! Cái mày hả? Ủa, cái chị kia đâu rồi? Chị nào? Cái chị hát song ca, chị Tư sinh đôi kia đâu rồi? À, chị Tư 1, chị Tư 2. Hả? Chị buồn quá, người dân bỏ chị đi, chị đi vô trong luôn rồi. À, không, em biết rồi chị ơi. Hả? Chị đi vô thay đồ rồi. Chị vô thay đồ chị hả? Vô thay đồ rồi. Gì vậy? Tại vì chị đứng kế bên chị lộng lẫy mà chị đẹp quá. Chị hiểu không? Chị mặc đồ dân ca, chị thấy là đêm nay là hoa hậu phải là chị nữa. Cho nên chị vô chị kiếm một bộ đầm dài 8 thước ra đây để cạnh tranh. Vậy hả? Đó. Để chút coi thử hả? Ừ, em nghĩ là chị phải giấu đồ chị đi nha, không hồi mất đồ đó. Nha. Không có đâu. Có đâu hả? Không có đâu. Nhưng mà sao? Tính thấy sao? Hôm nay đẹp chưa? Hài lòng chưa chị? Hồi nãy tụi em cãi lộn nhau khủng khiếp lắm chị ơi. Cãi lộn gì? Nhờ chị ra đây chị phân xử đi. Cãi lộn gì? Em nói là em thích cái hình tượng của chị Cẩm Ly xưa. Trời ơi, hát chặt trẻ, có nghĩa là vừa trẻ trung, thấy được cái sức trẻ trung, đồng nào sôi nổi mà nói chung là hay lắm chị ơi. Không, em không vậy đâu, em nói là chị Cẩm Ly nay mới được. Chị Cẩm Ly em quen cái hình ảnh chị mặc áo dài nè, chị thấy không, trong cái poster này mặc áo dài nè, đeo kiềng là đẹp dễ sợ rồi, chưa kể mặc áo ba ba ra, Tính thuộc thế hệ trẻ, Khang thuộc thế hệ đứng tuổi tí xíu. Em xin lỗi. Dạ, ý em là vậy đó. Em xin lỗi. Alo. Em năm nay mới có 29 à. Năm em nghe chị em mới có 22. Anh năm nay 29 em vẫn là trẻ nha chị à. Không, dạ. Ý là anh tính nói anh vẫn trẻ theo thời gian. À, trẻ theo thời gian. Vâng. Nhưng mà em nói thật với chị là chị thích cái hình ảnh nào với cá nhân của chị khi mà chị thể hiện những cái dòng nhạc đó? Và chị thấy khán giả thường sẽ có một cái thích hơn, một cái thích vừa vừa, thì chị thấy khán giả thích theo cái xu hướng nào nhiều hơn? Thực ra thì mình thích thì mình mới theo. Đúng rồi. Phải không? Thì ngày xưa tại vì mình xuất thân là nhạc trẻ, thì lúc đó mình hát nhạc trẻ thì chắc chắn là mình sẽ thích rồi. Nhưng mà sau này mình có một cái rẽ hướng thì thật sự là Ly cũng thích. Ly từng nói là Ly hơi bị tham, nhưng mà quan trọng là khán giả đón nhận Ly hay không. Và hôm nay thì cái bài hát này thực sự là theo như Ly biết được á, tại vì rất là lâu rồi Ly lại hát nhạc dân ca trữ tình, tức là dạo này hơi thiên vị tà áo dài bà ba nhiều hơn. Dạ. Cho nên là bên áo đầm á, có không được vui cho lắm. Cho nên là hôm nay á, giữa hai cái bài này Ly muốn làm hài lòng tất cả quý vị khán giả, kể cả lớp trẻ, lớp đứng tuổi cũng vậy, thì đều muốn làm hài lòng, bởi vì cả hai thế hệ ấy đều dành tình cảm và yêu quý Ly. Cho nên là nhạc nào Ly cũng thích, miễn sao khán giả thích, còn thích thì Ly sẽ còn hát. Chị, nếu vậy thì cái cảm xúc của chị ấy, có nghĩa là ngày xưa Cẩm Ly xưa, khi mà là bước đầu chị hát nhạc trẻ, với cái bước đầu của Cẩm Ly nay á, nó có khác nhau nhiều lắm không chị? Khác chứ. Bước đầu của nhạc trẻ là cái sự khởi nghiệp, cái gì nó cũng bỡ ngỡ, nó mới mẻ. Còn cái bước đầu của nhạc trữ tình dân ca nó cũng là mới ở trong cái lĩnh vực, cái thể loại thôi. Nhưng mà nếu mà nói về để những cái kinh nghiệm hoặc là những cái trải nghiệm thì mình đã có, thì nó sẽ giúp cho mình được rất là nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó thì khi mà cái dòng nhạc mà trữ tình dân ca thì nó lại không phải là cái trải nghiệm và cái kinh nghiệm của cái nhạc trẻ mà bốc lửa nó đi qua được, mà nó phải là một cái độ trầm lắng khác nữa, chiều sâu nhiều hơn. Tuyệt vời. Mà em nghĩ là sao cái ý tưởng mà chị hát với chị em sinh đôi của mình ngày hôm nay á, thì em thiết nghĩ, đề nghị nhỏ với anh Minh Vi, lần sau là chị em sinh ba luôn. Tại vì chị Ly chỉ hát tới ba dòng nhạc lận, chỉ vừa hát nhạc trẻ, chỉ vừa hát bolero, mà hay chỉ quá. Vừa hát dân ca luôn. Thì bây giờ ba bà đứng như top 3 Hoa hậu Việt Nam vậy đó, hát ba cái thể loại khác nhau trên sân khấu. Một bà mặc áo đầm, bà mặc áo bà ba, bà mặc áo dài. Đúng không chị Ly? Vậy thì mới nên vậy thì nó mới là dữ dội. Thôi, một mình rồi bây giờ hai Cẩm Ly, rồi bây giờ ba Cẩm Ly thì thế nào? Fan cũng sẽ đòi hỏi thêm là 4, để thêm một cái dòng nhạc nữa. 4, 5 cũng được chị. Dạ. Nhưng mà đó là ba dòng thế mạnh của Cẩm Ly, thì bây giờ làm sao mà thêm những cái thế mạnh khác nữa? Thì bây giờ cứ hỏi thử coi. Nếu như chị Cẩm Ly của thể loại thứ 4 thì quý vị thích chị Ly hát thể loại nào? Bây giờ xuống đây hỏi thử. Đây xuống đây. Cái hội nhà lá đây, bây giờ hồi hỏi thử chị này nha. Cho em phép em mời chị đứng dậy được không? Dạ. Nếu như mà chị Tư ở đây mà hát thêm một cái thể loại thứ 4 nữa thì chị thích chị Tư hát dòng nhạc nào? Chị muốn Cẩm Ly hát cải lương. Cải lương. Hợp lý. Cảm ơn chị. Bây giờ qua thử một bạn trẻ bên đây thử coi.
Đây có cô gái mặc áo dài trắng dễ thương quá. Rồi mời bạn. Nếu bây giờ chị Tư Cẩm Ly mà hát thêm một cái thể loại nữa thì chị thích, bạn thích chị Tư hát thể loại nào? Dạ em cũng muốn Tư hát cải lương á. Hát cải lương, vâng. Cảm ơn. Vâng, thế thì ở khu vực đây, đây một bạn nam đi. Nè, mời bạn đi, bạn đứng dậy cho Nguyên Khang. Đấy, đứng này cái. Người nãy giờ là hai bạn nữ đều thích cải lương. Còn với bạn, nếu như mà chị Tư hát một cái thể loại nữa thì bạn thích thể loại nào? Dạ, chắc em nghĩ là cũng là cải lương. Rồi, cho nhường sân khấu lại với chị Ly. Nghe những cái gợi ý vừa rồi, chị Ly nghĩ sao? Biết chắc luôn á, và biết đã cái câu trả lời của cái dòng nhạc thứ tư là cái gì luôn á, thì hầu như là dính đúng luôn á. Đúng luôn, là đúng chị luôn. Nghĩ là một là cải lương, hai có nghĩ là về truyền thống cách mạng không? Truyền thống cách mạng thì Ly cũng đã từng hát rất là nhiều rồi. Ở đây là biết hết ha, em đi qua cầu cây, em đi bộ đội, cô gái đồng bằng sông Cửu Long, cô gái Sài Gòn đi tải đạn nhiều lắm, rất là nhiều luôn. Cho nên là, nhưng mà Ly nghĩ là chắc là các bạn sẽ nghĩ cái thể loại cải lương nhiều hơn. Đúng rồi. Tại vì nó sẽ khác cái trữ tình dân ca và nhạc trẻ, nó khác hẳn. Nhưng mà tự nhiên anh đặt câu hỏi xong mới tính cái thấy làm khó dễ sợ. Anh làm khó cả anh Minh Vi và chị Cẩm Ly luôn. Sao em chết. Nghĩ là bốn người là không đẹp, năm người cho ra Ngũ Long công chúa. Và người thứ năm cưng quá, năm bà anh, cưng quá, không biết là chồng bà nào. Người mình Người thứ năm anh hỏi em đi coi em thích chị Ly hát cái gì. Chính xác, mời em. Nếu như mà chị Ly là người thứ năm thì em hát dòng nhạc nào? Hôm nay là em thấy chị mặc bộ đồ này rất là đẹp, lộng lẫy. Chị có cái xu hướng là trẻ dần theo thời gian. Rồi. Dòng thứ năm em nghĩ là chị hát nhạc thiếu nhi đi. Đúng rồi ha, mình phải có một cái khán giả thế hệ tiếp theo. Bây giờ chị phải nuôi khán giả từ nhỏ bây giờ. Bé Tư mới có 4 tuổi nha. Trong một cái giám khảo của Giọng Hát Việt là bé Tư cấp 4 tuổi, bé Tư cọc 2 sừng và nhảy tung tăng ra với lại bé Lâm Trường. Hát bài Đi Học đã hát rồi. Quá cưng luôn. Nhưng mà thiết nghĩ là bốn chị kia lộng lẫy quá, tự nhiên có bé Tư ra, bé Tư chiếm spotlight luôn ha. Bé phải gáp và bước 4 tuổi bước ra. Hay lắm, sau này một mình chị chiếm hết sân khấu. Sau đây là tiếng hát của Ngũ Đại Đồng Đường, một mình chị luôn. Chị phục mình chị, bốn thể loại luôn. Vâng, khó lắm quý vị. Tại vì một mình anh Minh Vi để làm ra một cái bản mashup như vậy là anh phải suy nghĩ. Anh thức sáng đêm, bây giờ anh gầy rọc luôn quý vị à. Ăn không được. Không, thực sự thì không phải là Ly đã, Ly chưa có bao giờ hát như vậy, có rồi. Nếu mà coi Tự Tình Quê Hương thì trời ơi, đâu có phải hát đâu. Nhạc trẻ, trữ tình, dân ca, cải lương, đóng kịch, hồ quảng, hết trơn luôn á. Nhưng mà đâu có mashup như vậy. Không, đúng thì là không mashup, nhưng mà trong một cái đêm như vậy nó có rất là nhiều những cái thể loại như thế. Nói chung là nó cũng hơi bị áp lực rất là nhiều. Tại vì hồ quảng là phải tập đi gối, múa này kia, kịch thì phải học thoại, rồi nhiều thứ. Cho nên là nó thực sự là áp lực rất là nhiều. Cho nên là đừng có dụ dỗ, khơi gợi. Thôi em cũng đâu có dám làm chị Tư của các bạn trở nên khó khăn, căng thẳng hay là bị gầy rọc bởi vì phải biểu diễn nhiều thể loại như vậy đâu. Cứ xinh đẹp, cứ nền nã thước tha như hoa hậu của lòng em vậy là được, đúng không ạ? Vâng, mình hoa hậu mình chào cái đăng quang nè. Vì vậy cảm ơn chị Đi rất là nhiều đã mang đến một món quà cho tất cả các bạn ngồi hôm nay ở đây, một món quà rất ý nghĩa. Xin cảm ơn chị. Đúng hay sai một lần, anh với em tội tình.